Chào mọi người, hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn sản phẩm TV của nhà TCL. Có mã sản phẩm là 43B735. Sản phẩm này có kích thước màn hình là 43 inch cùng độ phân giải 4K. Hãy cùng mình tìm hiểu một số thông tin của chiếc TV này nhé. Đây là chiếc điều khiển của TV TCL. Và phía dưới đây chúng ta sẽ có các phím tắt để chúng ta đi vào các ứng dụng nha. Bây giờ thì mình sẽ test thử độ nhạy của nó. Mọi người thấy độ nhạy của nó như thế nào ạ? Mình cảm thấy là chiếc TV này khá là nhạy đấy ạ. Ở đây thì chúng ta sẽ có một số app như là app YouTube nè, TCL Channel hoặc là Premiere Video. Mọi người có thể bấm vào để tận hưởng một số app này nha. Bây giờ mình sẽ test thử loa cho mọi người nghe nha. Mình tăng thử âm lượng để mọi người nghe rõ hơn nha. Loa của chiếc TV này khá là hay đó mọi người. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem chi tiết của màn hình TV nha. Google TV TCL 4K giải tương phản rộng HDR tiêu chuẩn mới nhất cho nội dung UHD, mang đến trải nghiệm vượt trội với độ sáng nổi bật, màu sắc sống động. TV có thể minh họa một bảng màu rộng hơn đến 90% gam màu theo tiêu chuẩn DCI B3. TV mang đến âm thanh đa chiều, bạn có thể tận hưởng độ rõ nét đáng kinh ngạc với cảm xúc lớn hơn và âm thanh đắm chìm tràn ngập khắp căn phòng. Nhờ Google tìm một bộ phim, một ứng dụng trực tuyến, phát nhạc và điều khiển TV chỉ với giọng nói của bạn. Google TV dựa trên sở thích và các đăng ký từ bạn để mang đến những nội dung yêu thích từ các ứng dụng. Ở phía sau mặt lưng của chiếc TV, chúng ta sẽ có cổng USB, cổng mạng LAN, 3 cổng HDMI, một cổng anten, cổng jack 3.5, cổng optical và cổng AV nha mọi người. Chiếc TV này được bảo hành 24 tháng và 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày nếu xảy ra lỗi về kỹ thuật. Nhanh tay liên hệ với chúng mình để được tư vấn và mua hàng nhanh nhất nhé. Tạm biệt mọi người.